Xin chào đại gia đình mình ạ. Đây là vườn cam V2 của nhà mình mọi người nhé. Mọi người xem nó ra lộc quá trời. Bây giờ là 22 tháng 6 dương mà nó ra lộc kinh khủng luôn. Nhưng quả nó vẫn không bị đẩy mọi người nhé. Tại vì sao thì xin chia sẻ với mọi người là cũng có rất là nhiều các bác hỏi cam V2 bây giờ đang ra lộc như này thì liệu nó quả có ảnh hưởng và nó có bị rụng hay không. Thì xin chia sẻ với mọi người cũng như là cam đường canh ấy. Đấy, nó chu kỳ cây cam thì mọi người biết là nó ra lộc là tháng 2, tháng 3 là lộc xuân, lộc hoa, lộc quả. Tháng 5, tháng 6 là lộc hè. Tháng 9, tháng 8, tháng 9 là lộc thu. Tháng 11, tháng 12 là lộc đông. Đấy là xin chia sẻ với mọi người. Thì đến cái chu kỳ nó cây của nó phải đẩy lộc thì nó phải đẩy lộc thôi. Đấy là cái nguyên lý chung. Nhưng trong giai đoạn này thì mọi người hỏi là nó đẩy lộc như vậy thì nó có ảnh hưởng và nó có đẩy quả hay không. Thì xin chia sẻ mọi người là có ảnh hưởng mọi người nhé. Tại vì sao? Tại vì là mọi người biết là trong bản năng của cây luôn tồn tại hai cái quá trình. Thứ nhất là quá trình sinh sản, thứ hai là quá trình duy trì nòi giống là quá trình sinh sản. Thứ hai là cái quá trình suy trì sức sống của cây là cái quá trình đẩy lộc. Cây khỏe thì đến chu kỳ của nó đẩy lộc là nó phải đẩy lộc. Giống như bây giờ mọi người nhìn nó tùm và cây nào ít quả, cành nào ít quả thì đó cành đó sẽ ra lộc sớm hơn. Và cành nào nó nuôi quả thì nó sẽ ra lộc muộn và nó ra lộc ít hơn. Đấy mọi người nhé. Ví dụ như đơn giản đây mọi người đang nhìn cành này nhá, là quả dai cực kỳ sai luôn. Nhưng cái cành này nó có một quả thôi, là nó vẫn cứ đẩy lộc ra, nhưng nó đẩy chỉ một cái đầu ngọn thôi. Nó còn nó tập trung nó vẫn nuôi quả mọi người nhé. Nhưng nghĩ cái cành nó không có quả đây. Ví dụ như mọi người xem nó ra lộc chi chít luôn đúng không ạ? Đó là cái nguyên lý chính xác luôn. Thì bản năng của nó có dụng làm dụng quả hay không thì trong bản năng của cây nó tồn tại hai quá trình đó thì nó luôn là nghiêng về cái quá trình là nuôi lộc nhiều hơn là nuôi quả. Thì khi mà cây nó quá nhiều lộc thì nó tập trung chất dinh dưỡng, nó nuôi lộc nhiều hơn nó nuôi quả thì quả tự nhiên nó sẽ bé lại và nó không lớn được quả, là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là có thể là nó sẽ đẩy rụng. Ví dụ như là cái mọi người không cho ăn đầy đủ thì nó thiếu dưỡng chất thì nó phải ngăn chất nó cung cấp cho quả này, thì để nó nuôi lộc thì nó sẽ đẩy một phần quả đó, nó sẽ vẫn tiếp tục nó đẩy quả nếu như mọi người không cho ăn ở trong cái giai đoạn như bây giờ. Thì bước khắc phục là mọi người phải chỉ có cho ăn và phun những dòng axit amin rồi vi lượng ở bên trên thôi. Chứ còn giai đoạn này mọi người không khoanh, không làm gì, không ức chế cái gì mọi người nhé. Mọi người chỉ có cho ăn là hợp lý nhất để cho nó nhanh già cái lá lộc này. Đấy. Cam đường canh cũng thế mọi người nhé. Mọi người cứ cho ăn để cho nó nhanh già lá lộc thì nó tập trung nó nuôi quả nhiều hơn. Đấy mọi người hiểu cái nguyên lý là như vậy. Thì xin chia sẻ với mọi người. Thì cái trong cái giai đoạn này mọi người cho ăn thì mọi người lên cho ăn những cái dòng phân, bất cứ dòng phân gì cũng được, nhưng trong cái giai đoạn là tháng 6 này là cái tháng nó nắng nóng, nó bất chợt mưa nắng nóng thất thường và nắng cực là nắng luôn, nó luộc dễ luôn. Thì mọi người lưu ý với mình là mọi người cho không nên cho cái dòng phân hóa học trong cái giai đoạn tháng 6 này, mà mọi người chỉ bón những cái dòng phân vi sinh, ví dụ như phân lở, phân chuồn quế chẳng hạn đó. Và có mọi người đã ngâm được trứng gà ngâm chẳng hạn, hoặc là cá ngâm, hoặc là đậu tương ngâm, hoặc ngô ngâm đó, mọi người hòa ra mọi người vãi, và nếu không thì mọi người nghiền nhỏ, mọi người vãi lên trên mặt mọi người tưới cũng được, mà mọi người ngâm được mọi người tưới thì càng tốt. Đấy là mọi người tưới trong cái giai đoạn như bây giờ là mọi người phải thúc để cho nó ăn mọi người nhá, thì nó mới đủ chất dinh dưỡng, nó vừa nuôi cả lộc vừa nuôi cả quả. Đấy là xin chia sẻ với mọi người để mọi người lưu ý trong cái giai đoạn này, tại vì là có rất là nhiều các bác quan tâm hỏi thì em mới làm video em chia sẻ với mọi người để mọi người biết, để mọi người lựa chọn phương pháp hợp lý để chăm cây, cũng như là nó đẩy quả hay không. Thì lưu ý với mọi người là giai đoạn này nó cũng sẽ không đẩy hết được, nó nuôi quả trừ khi là cây của các bác là ít quả thì nó ra lộc xung xuê, nhiều quá thì nó sẽ ra lộc nhiều thì nó sẽ đẩy một phần quả thôi, chứ nó cũng không đẩy hết được. Xin chia sẻ với mọi người là cái lưu ý như vậy. Nhưng tốt nhất là mọi người lên cho ăn để cho nó cân bằng cái lượng quả, chứ cam nó rất là sai mọi người nhé. Đấy, như mọi người nhìn này, rất là sai. Bây giờ cũng buổi chiều tối rồi, mình đang đi làm thì mình thấy có rất là nhiều các bác vừa điện hỏi trực tiếp thì mình mới lại làm video mình chia sẻ với mọi người muộn như này. Rất là mong mọi người thông cảm. Video chia sẻ đến đây thôi, mình đi về mình tắm rửa. Rất là mong mọi người hiểu cho mình. Mình chia sẻ mình cũng chỉ hiểu biết những cái gì thì mình chia sẻ ngắn gọn vậy thôi, chứ cũng không biết được để mà chia sẻ dài hơn. Thì xin chia sẻ mọi người là video đến đây thôi. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.